Trên tay tôi đây là một ổ khóa gian. Chìa khóa rãnh này rất là khó mở. Ngày hôm nay thì tôi sẽ thử thách bản thân mình không sử dụng những cái dụng cụ mở nhanh, tại vì ổ này cũng không thể mở nhanh được. Đó, chúng ta sẽ sử dụng những cái cây chòi như này. Đấy, cái thanh sắt như này thôi. Tôi sẽ cố gắng để mở nó, mở được đã. Rồi sau này mình sẽ luyện tập nhiều để mà mở nhanh hơn. Đó, ok. Ổ khóa gian này thì nó gồm có 5 viên bi và nó rất là khó mở. Nhìn cái rãnh răng của nó thì nói chung là phải thật kiên trì. Gian là một thương hiệu có nguồn gốc từ Thụy Điển, với xuất phát điểm của nó chính là một tập đoàn lớn của nước này mang tên Anh Sa Anh Bơ Lôi. Tập đoàn này được biết đến là cái tên hàng đầu về giải pháp an ninh với những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, hiện đại bậc nhất hiện nay. Khóa bấm V140 gian, khóa sử dụng bi đôi ở hai còng, chống mở khóa bằng tấm thiếc mỏng, còng bằng thép kháng lực, chống cắt, chống exit, bi đồng thau, loại bi G và nhiều bi hiểm, tránh sử dụng dụng cụ mở nhanh. Ừ. Rồi lạnh thì đeo kín vào. Nó không quen ở đây à? Nhịt rồi, nhịt rồi. Còn một viên nữa thôi. Cái bi của cái loại này là nó không phải là bi trơn mà nó có những cái gờ. Nó từng gờ một, nó phải xuống từng lần một. Nó mất thời gian lắm anh em ạ, rất là mỏi tay. Nó chỉ có đúng một viên nữa thôi, nó đang mắc. Thế nào? Mở cái ổ khóa này chắc phải cỡ 10 phút này tầm. Nếu mà để đi làm mà mở ổ này chắc công phải vài lít. Đây nghe mày, nghe mày nghe. Đây nhích 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 nhích. Mở được không? Đây ok nghe mày, đây là ổ gian 5 bi và tôi đã mở được nó. Ok. Kia anh cửa khóa vừa bán vừa phá.